Đây con TikTok của Nhật nha. Con này dòng máy Nhật. Sở hữu bộ dây da. Này full 6 kim, nó có lịch ngày tháng thứ đầy đủ hết. Nút trên, nút nhấn trên này là mình nhấn nhấn thứ. Dưới là nhấn tháng. Còn mình chỉnh ngày á thì mình rút cái này cái mình dặn dặn lên trên. Còn rút ra một nắp nữa là mình chỉnh giờ đồng hồ. Con này sở hữu full 6 kim nha. Con này đẹp trên nhìn vàng. Nhìn này mã vàng đẹp. Máy là máy auto. Máy ô tô độ kháng nước luôn 330 ft, kháng nước tuyệt đối, anh em an tâm xài. Này dòng của thương hiệu TikTok, sở hữu bộ khóa này, bộ khóa thông minh luôn. Đây mình xỏ dây vô mình gãy giống như cái đồng hồ kia đó. Thì nó có thể bung ra hai bên.